một người mẹ cay nghiệt. Huệ Thục à, em... Em không chấp nhận, và em cũng không muốn nhận đứa con nuôi nào hết. Bây giờ cô nên biết rằng cô là một đứa con được sinh ra, không một ai mong đợi hết. Mà tôi chỉ muốn bỏ cô ở nơi nào đó thật xa, thậm chí là biến mất khỏi cuộc đời này. Cô chẳng qua cũng chỉ mượn nhờ bụng của tôi để sinh tồn mà thôi, cô biết chưa? Tôi chỉ muốn quăng cái cục nợ đó đi cho chó ăn. Đón xem Mùa Hoa Mẫu Đơn 11:35 các ngày trong tuần trên TTV. Sau khi trở lại, Hoàng Thượng không còn nhớ mình là ai. Người không nhớ thần thiếp sao? Vậy người là ai? Ta cũng không biết. Người không nhớ gì cả. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Câu chuyện diễn ra ra sao? Đi vào đi. Muốn gặp ta à? Ai vậy? Hoàng Thượng. Hoàng Thượng, hãy coi vật này. Đúng là rất đẹp phải không? Đây là ngũ thạch tán. Người mau ăn hết nó đi. Trác Lan Thái vô duyên vô cớ tại sao lại bảo trẫm nuốt ngũ thạch tán? Câu trả lời sẽ có trong những tập cuối của bộ phim Cung Tỏa Châu Liêm, phát sóng 17:30 trên kênh TTV. Bà Dung tìm kiếm đứa con bị thất lạc. Tôi sẽ xin nó tha thứ. Bà sẽ làm những gì tôi đã không làm cho con bé trong thời gian qua. Đúng đấy chị, chúng ta hãy làm như vậy đi. Đây là danh sách các trại trẻ mồ côi tôi đã tìm. Không được bỏ qua nơi nào hết. Tất cả mọi ngõ ngách phải tìm ra cô ấy. Mẹ chị đã từng giữ cái này bên cạnh nên chị không thể vứt đi được. Mẹ chị nói rằng khi bố mẹ tìm thấy chị ở góc chợ, chị đang mặc cái áo này trên người. Tanim bước đầu khẳng định được năng lực ở công ty. Chúc mừng cô Tanim nhé. Chúc mừng cô. Cảm ơn mọi người. Tất cả đều là nhờ công mọi người hết. Bữa tiệc này là do tôi đích thân nấu đấy. Hãy ăn nhiều vào nhé. Bỏ tôi ra măng. Nếu cô động vào tôi khi chưa được sự cho phép của tôi một lần nữa thì tôi sẽ không để yên đâu. Bắt đầu từ hôm nay, cô Otanim sẽ thay Sena phụ trách dự án mì mới này. Bà giao toàn quyền quyết định cho cô Otanim quản lý. Anh đừng có nói dối nữa. Hãy nói sự thật đi. Hai người có quan hệ gì vậy? Tôi không có lý do gì phải làm hỏng máy tính hết. Chứ không phải cô sợ người khác phát hiện ra chiếc lắc này nên đã hành động trước rồi sao? Đây là tình cảm của anh dành cho... Mời quý vị và các bạn theo dõi những tập tiếp theo của bộ phim Kẻ Thù Ngọt Ngào, phát sóng vào 20:30 các ngày trong tuần trên kênh TTV. Chân dung kẻ sát nhân liệu có bị lộ diện? Đêm nay rạng sáng ngày mai, khi mà đường phố vắng tanh, phải đưa ông ta đi đến khu nghỉ dưỡng. Và trên đường đi, hãy chọn một đoạn đường vắng vẻ nhất, không có camera quốc lộ. Phải giả như là một vụ tai nạn thật xảy ra. Những diễn biến cuối phim Ngày Mai Bình Yên, 21:35 các ngày trong tuần trên TTV.